khi mà mình cắt ra được một cái tấm như thế này thì bây giờ mình sẽ cắt vẽ ra và làm 8 miếng giống như thế này và mình sẽ làm được một cái hình tròn. Khi mà mình cắt xong 8 tờ này thì bắt đầu mình để cái thước lên để mình đè giữ cho nó thẳng và mình lấy cái tay như thế này vẽ. Hiện tại là ở đây 8 tờ nên là vẽ hơi cứng đó các bạn. Đây đó, sau khi vẽ xong thì mình có một cái nét. Ở dưới đây mình cũng làm tương tự như vậy. Mình để cho nó thẳng và sau đó mình thì hơi cứng thì mình có thể làm từng tờ. Cái khoảng cách chỗ này là 0,5 cm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dán lại những cái mảnh màu vàng này với nhau. Đây là một cách mà mình đã xem được từ một cái anh đó, là ảnh là người Trung Quốc đó các bạn. Ảnh là người Trung Quốc, mình thấy ảnh làm cái hình cầu rất là đẹp luôn. Mình thấy cái bước này rất là khó, tại vì nó phải không biết sao nữa, nhưng mình cảm thấy là nó hơi khó khi làm cái bước này. Bây giờ thì mình sẽ làm cái bề mặt cơm á các bạn, nó nổi lên thì nó sẽ vuông lên và giống như hình tròn. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái mặt dán như thế này thì đó giống như làm trái dưa hấu vậy đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị ở phía dưới này là 7 cm nha, và chiều cao là 18 cm. Bây giờ mình sẽ cắt tầm khoảng 20 tờ, tại vì mình chưa biết là nó rộng cỡ nào nên mình cắt khoảng 20 tờ, và sau đó mình sẽ nối lại với nhau, và cuối cùng thì như thế nào thì các bạn sẽ từ từ mà xem nha. Mình bây giờ mình sẽ đo và vẽ.
Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nha, xem nó chặt tan như thế nào nha. Thì mình mua bông gòn ở trong những cái tiệm mà ở chợ mà nó bán